Hoàng Phủ Ngọc Tường trong video phỏng vấn. Tôi đọc cho con gái chép một bài viết nhỏ này xin gửi tới bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen biết và quan tâm đến tôi, còn những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi, nhậu cho dã tâm của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta. Tôi không muốn mất thời giờ đối đáp với họ, dĩ nhiên bài viết này không dành cho họ. Năm nay tôi 81 tuổi, và tôi biết, còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận. Dầu có nói thêm bao nhiêu cũng không đủ, tốt nhất là im lặng, bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều nếu không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ấy là câu chuyện Mậu Thân 1968. Vậy xin thưa, một Mậu Thân 1968 tôi không về Huế. Tôi, T.S. Lê Văn Hảo và bà Tùng Chi, những người lên chiến khu trước, được giao nhiệm vụ ở lại trạm chỉ huy tiền phương địa đạo Khe Trái, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, để đón các vị trong liên minh các lực lượng dân tộc Dân Chủ và Hòa Bình thành phố Huế như Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, cụ Nguyễn Đoá, ông Tôn Thất Dương Tiềm lên chiến khu. Mồng 4 Tết tôi được ông Lê Minh, bí thư Trị Thiên, báo chuẩn bị sẵn sàng về Huế. Nhưng sau đó ông Lê Minh báo là tình hình phức tạp, không về được. Chuyện là thế, tôi đã trả lời ở Hợp Lưu, báo Tiền Phong chủ nhật khá đầy đủ, xin không nói thêm gì nữa. 2. Sai lầm của tôi là nhận lời ông Burchit và đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên Lịch Sử truyền hình trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu Thân Huế 1968. Trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc, tôi xác nhận đây là link clip tung lên mạng là bản gốc cuộc phỏng vấn để chứng tỏ mình là người trong cuộc. Tôi đã dùng ngôi thứ nhất, tôi, chúng tôi, khi kể một vài chuyện ở Huế Mậu Thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi. Tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đặc biệt, khi kể chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viên nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói, tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn. Tôi mở ra bấm đèn lên thì toàn là máu, nhất là những ngày cuối cùng, khi chúng tôi rút ra. Chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Ở đây tôi là kẻ mạo nhận, một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế, tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự ngụy biện, không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu Thân 1968. Tôi đã nói rồi, nay xin nhắc lại, điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bày ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng. 3. Từ hai sai lầm nói trên tôi đã tự rước họa cho mình, tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và quy kết tôi như một tội phạm chiến tranh. Tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi. Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2018. Hoàng Phủ Ngọc Tường, sao 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 a. Đôi lời của Nguyễn Quang Lập, tôi vốn là em kết nghĩa của chị Lâm Mỹ Dạ năm 1975, mặc nhiên là em kết nghĩa của anh Hoàng Phủ Ngọc Tường. Từ 1989-1992 tôi làm phó cho anh Tường, anh em gắn bó với nhau cho tới khi tạp chí Cửa Việt bị ông Trần Hoàn cho tạm đình bản. Anh Tường về Huế, tôi ra Hà Nội. Từ bấy đến nay tôi luôn coi anh Tường như người anh, người thầy, gắn bó không rời với anh và gia đình anh. Nói vậy để biết tôi và anh Tường rất hiểu nhau, mọi tâm sự lớn nhỏ riêng chung chúng tôi đều nói với nhau, trừ chuyện Mậu Thân Huế 1968. Chuyện này có lý do riêng của nó. Năm 1968 tôi chỉ là chú học trò lớp 5 ở Quảng Bình,
chẳng biết gì mậu thân Huế 68 và cũng không mấy quan tâm. Tới năm 1988, tôi được Thành ủy Huế mời tham gia viết về mậu thân Huế 68, được phân công ghi lời kể của ông Nguyễn Trung Chính, lúc đó là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Ông Chính còn sống và còn rất tỉnh táo. Tôi còn gặp gỡ thêm nhiều người khác để nghe kể bổ sung câu chuyện của ông Nguyễn Trung Chính, trong đó có ông Lê Minh Nguyên là bí thư chiến trường Trị Thiên. Do đó tôi nắm khá tốt toàn cảnh mậu thân Huế 1968. Lúc đó có nhiều xì xào về câu chuyện thảm sát mậu thân Huế và anh Tường dính líu tới vụ này, nên tôi không hỏi anh Tường, vì biết nếu hỏi thế nào anh cũng nói không. Tôi chủ tâm đi hỏi người khác cho ra lẽ, ông Nguyễn Trung Chính và tất cả những ai ở Huế mậu thân 68 mà tôi gặp gỡ hoặc tình cờ hoặc chú ý đều cho tôi hay mậu thân Huế 68 anh Tường không về Huế hoặc là không hề thấy anh Tường ở Huế. Có vài người cho hay họ nghe người này người kia nói thấy bóng ông Tường, nghe tiếng anh Tường hoặc thấy giống ông Tường. Không một ai, không một bài viết nào xác thực anh Tường ở Huế trong Tết Mậu Thân 1968. Còn như trong sách Huế thảm sát Mậu Thân, ông Liên Thành kể tù binh của ổng khai hoàng phủ Ngọc Tường ngồi ghế chủ tịch tòa án nhân dân ở trường gia hội cùng với hai thành ủy viên là Phan Nam, Hoàng Lanh Quả là câu chuyện Tiếu Lâm. Ông Tường ngồi ghế chủ tịch tòa án nhân dân mà dân Huế không ai biết, chỉ có ông Liên Thành và tù binh của ổng biết. Nhân đây nói luôn, chính bà Tùng Chi Nguyễn Đình Chi đã kể lại, liên minh của bà T.S. Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường mới thành lập chưa làm được gì nhiều ở mậu thân 68. Duy có một việc làm rất đáng kể, ấy là khi chính quyền cách mạng muốn lập tòa án để xử những tên nợ máu của nhân dân, liên minh đã can gián chính quyền nên đình chỉ những tòa án như thế, và chính quyền đã nghe theo. Về câu hỏi Hoàng Phủ Ngọc Tường có mặt ở Huế mậu thân 68 hay không, tôi có trong tay hai cuốn sách ra đời sau mậu thân Huế, những năm 1969-1971, viết về mậu thân Huế, đều với thể loại bút ký, đó là Giải khăn xô cho Huế và Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu, đưa ra những thông tin trái chiều rất thú vị. Giải khăn xô cho Huế của Nhã Ca, một cuốn sách cực chống cộng, đã dành gần 2 trang kể chuyện anh Tường dưới cái tên phủ để cho hay anh Tường không về Huế trong Tết Mậu Thân 68. Trong khi đó cuốn Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu của Hoàng Phủ Ngọc Tường, một cuốn sách cực cách mạng, được tác giả viết với ngôi thứ nhất, mọi việc diễn ra dưới mắt tác giả. Tuy nhiên giới văn nghệ Huế đều biết Hoàng Phủ Ngọc Tường viết theo tài liệu của Nguyễn Đắc Xuân cung cấp. Cả anh Tường và anh Xuân đều công khai chuyện này. Tôi tin điều này vì cũng chẳng có gì phải nói dối, ngoại trừ hai người muốn che giấu việc anh Tường về Huế. Nhưng nếu anh Tường về Huế thật thì muốn giấu cũng chẳng được. Huế thì nhỏ, anh Tường thì quá nổi tiếng, giấu làm sao được. Dù cuốn sách Ngôi sao trên đỉnh Phú Văn Lâu đã được bạch hóa tác giả của nó sáng tác theo tài liệu của người khác, cũng không vì thế mà khẳng định Hoàng Phủ Ngọc Tường không có mặt ở Huế mậu thân 68. Tôi tiếp tục phỏng vấn nhiều người. Hồi đó phỏng vấn không có ghi âm nên bây giờ dù có kể bao nhiêu cũng không mấy ai tin, nên tôi không kể lại làm gì. Tôi chỉ nhớ nhất lời ông Lê Minh. Ông nói liên minh do ông Lê Văn Hảo làm chủ tịch chỉ là ngọn cờ cách mạng dựng lên để đối thoại với Mỹ và chính quyền Sài Gòn thôi. Liên minh mới thành lập, chưa được tham gia chỉ huy chiến dịch mậu thân. Ngoài lá cờ liên minh được treo ở Phú Văn Lâu, ông Lê Minh nói một câu tôi không thể quên, Tường không về Huế, mà có về Huế cũng không có quyền hành chi đâu. Chức tổng thư ký của Tường, nghe thì oai, thực chất là thư ký cho ông Hảo bà chi mà thôi. Với cả Tường không có khả năng làm điều ác. Tôi nghe rất nhiều người nói câu này, bản thân tôi cũng tin vậy, ai ở gần anh Tường cũng tin vậy. Tôi tin anh Tường không dính líu gì đến mậu thân Huế 1968, dính líu tới cuộc thảm sát lại càng không. Cuốn sách Huế Xuân 68 dày 344 trang nhắc tên hàng trăm người tham gia mậu thân Huế 68, tuyệt không một dòng nào nói đến cái tên Hoàng Phủ Ngọc Tường, ngoại trừ khi kể chuyện ở chiến khu. Những nhân vật chủ chốt tham gia chiến dịch mậu thân Huế đều có mặt trong cuốn sách,
và không một ai cho hay họ đã thấy hoặc nghe nói anh Tường từ chiến khu về Huế, đủ cho tôi thấy niềm tin của tôi là có cơ sở, cho tới một ngày tôi được xem clip phát tán trên mạng về bản gốc cuộc phỏng vấn của đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên lịch sử truyền hình. Thú thật tôi sốc rất nặng, anh Tường nói những gì tôi có thể hiểu, anh muốn gửi thông điệp của anh tới ai tôi cũng hiểu, nhưng cái liếm môi huyền thoại và ánh mắt láo liên của anh trước cuộc phỏng vấn thì tôi không thể hiểu nổi. Biết anh đã hết sức bối rối khi đứng giữa sự thật và ý đảng, tổ chức mà anh đang nguyện phấn đấu, dù thế nào hành vi ấy cũng thật đáng ngờ. Từ đó tôi lẳng lặng tìm kiếm sự thật, để nếu anh Tường đúng là kẻ sát nhân như đồn đại thì tôi sẽ ỉa vào mặt anh và bỏ ra Hà Nội, không thèm làm phó cho anh, cũng chẳng chị em kết nghĩa với chị già gì nữa. Ba mẹ tôi làm điều ác tôi cũng không tha thứ, đừng nói anh Tường. Mặc dù vậy, càng tìm hiểu tôi càng thấy anh Tường vô tội. Lý do thật đơn giản là anh Tường không có mặt ở Huế Mậu Thân 1968. Anh cũng chẳng có một cái quyền chỉ huy từ xa nào dù nhỏ, nghĩa là anh Tường vô can mọi sự xảy ra ở Huế trong suốt thời gian xảy ra chiến dịch Mậu Thân 1968. Tội lớn nhất của anh Tường là ở cái tweet kia. Nói cách khác, không có cái tweet kia thì anh Tường không có tội gì hết. Tuy nhiên để chứng minh anh Tường vô tội không phải dễ. Tất cả những ai làm nhân chứng đều bị coi là không đáng tin. Người sát cánh bên anh Tường từ 1967-1971 là Nguyễn Đắc Xuân thì bị coi cùng một ruột, Đồ Tể, Tô Nhuận Vĩ, Trần Vàng Sao, Trần Nguyên Vấn, Nguyễn Khoa Điểm đều là bạn văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Họ nói gì nói thế nào cũng bị nghi ngờ bao che cho Hoàng Phủ Ngọc Tường. Còn như những lãnh đạo thời đó như Lê Minh, Lê Văn Hảo, Nguyễn Trung Chính, Nguyễn Vạn, Hoàng Lanh thì có nói bao nhiêu người ta cũng bảo cộng sản dối trá. Và vì anh Tường không về Huế nên chẳng biết tìm ai phía bên kia để làm nhân chứng về cái sự không về Huế ấy. Không lẽ lại hỏi ai biết Hoàng Phủ Ngọc Tường không về Huế? Giơ tay lên. Vào khi tôi cực kỳ bế tắc trong cuộc giải tỏa tội trạng cho Hoàng Phủ Ngọc Tường thì chiều ngày 23 Tết, tức ngày 8 tháng 2 năm 2018, anh Tường cho con gái gọi tôi sang nhà đem cho bài viết này. Anh nói, nhờ Lập đăng bài này trước giao thừa. Anh chỉ nói vậy thôi, không nói gì thêm. Tôi hiểu anh muốn kết thúc câu chuyện quá buồn này trong năm nay, để từ năm sau trở đi nhà anh, con cháu anh, bạn bè anh và những người yêu mến anh sẽ không còn phải nghe sự chửi rủa nửa thế kỷ qua. Mong là như vậy nhưng khó lắm. Sẻ chia cảm thông có rất nhiều nhưng ác ý cay nghiệt, đục khoét nhấm nháp nỗi đau của người khác cũng nhiều không kém. Luôn luôn là vậy. Đời mà, với tôi, câu chuyện Mậu Thân Huế 68 vẫn còn và còn mãi. Cho tới khi nào nhà nước chính thức công bố sự thật nửa thế kỷ qua, hoặc một ủy ban điều tra quốc tế được thành lập để làm rõ trắng đen. Còn câu chuyện Hoàng Phủ Ngọc Tường có dính Mậu Thân Huế 68 hay không đã chấm dứt kể từ khi anh Tường cho công bố bài viết này. Sài Gòn ngày 9/2/2018, Nguyễn Quang Lập bi. Tư liệu tham khảo chung quanh việc Mậu Thân Huế và Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều bài nhưng hầu hết chỉ là những bài viết thiên về cảm tính, ước đoán hoặc quy chụp lặp đi lặp lại của phía cho rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường có gây tội ác ở Huế. Thậm chí có nhiều bài vu khống trắng trợn, mạt sát Hoàng Phủ Ngọc Tường rất nặng nề. Loại bài vở này có rất nhiều ở Google, bất cứ ai cũng tìm kiếm được. Ở đây tôi chỉ xin dẫn ra một số bài để chứng tỏ Hoàng Phủ Ngọc Tường không có mặt ở Huế Mậu Thân 68 và vì sao lại như vậy. Để mọi người một biết một kênh thông tin mà tôi truy tầm được, hãy xem đây như một chiều thông tin cho mọi người thẩm định để đưa ra đánh giá của mình. 1. Giải khăn xô cho Huế Nhã Ca, chương 10, đoạn trích dưới đây thuộc chương 10 của cuốn sách. Nhân vật phủ được tác giả công khai cho biết đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có người nói Đắc với Đoan với Ngọc cùng trốn một lượt. Lần này Đắc trở về, chắc Ngọc và Phan cũng trở về rồi. Tôi thầm lo ngại, ngày trước phủ có một cô nhân tình cũng ở trong thành nội này. Sau khi phủ đi ít lâu, cô tình nhân đã vội thay lòng đổi dạ theo một người khác. Ngoài việc bị khổ sở vì trốn tránh, phủ còn mất luôn người yêu nữa. Lần này nếu trở về,
chắc phủ sẽ đau khổ ghê lắm. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hỏi gặng mãi em gái tôi có nhìn thấy phủ không? Có ai nhìn thấy phủ không? Nó quả quyết là nó không thấy, cả bạn bè của nó đi họp cũng nói không thấy. Tôi hơi yên tâm và mừng thầm cho kẻ phản bội. Nếu phủ trở về, thêm một mối thù hận nữa, cô bé thay, lòng kia chắc cũng không tránh được hậu quả thương tâm. Nhưng em gái tôi cười gượng, anh tưởng về tới phủ mới biết rằng em tin là phủ không chấp nhận. Mô, nhưng phủ và Ngọc không có mặt ở nội thành. 2. Thủy Khuê nói chuyện với Hoàng Phủ Ngọc Tường về biến cố mậu thân ở Huế. Đây là bài Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời PV khá đầy đủ xung quanh mậu thân Huế và vai trò của anh. Anh ở đâu làm gì khi chiến dịch xảy ra? 3. Trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường đặng tiến thông luận 1/1995 trên thông luận tháng 11/1994. Mục tạp ghi, trang 31, bạn Nguyễn Gia Kiểng đã có đoạn viết quá đáng về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi xin được bổ túc, một mặt để bạch hóa trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường, mặt khác đã thông quan hệ giữa những người không nhiều, trong và ngoài nước, hiện đang đấu tranh cho dân chủ, trong gian nan và đơn lẻ. Bạn Kiểng lấy lý do trả lời Đinh Quang Anh Thái, một cộng tác viên thông luận, ngay khi đăng câu hỏi là có ác ý với Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nghĩ thế nào về trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường? Anh ta có trách nhiệm lớn trong vụ thảm sát tại Huế, nhưng giờ đây lại xuất hiện như một khuôn mặt trí thức tiến bộ. Nguyễn Gia Kiểng trả lời lấp lửng, Hoàng Phủ Ngọc Tường chỉ cho mượn tên chứ có lẽ không có trách nhiệm trực tiếp nào. Sự thật là, khi xảy ra vụ mậu thân 1968, Hoàng Phủ Ngọc Tường không có mặt tại Huế. Điều này đã được chính đương sự khẳng định và nhiều người trong cuộc xác nhận từ lâu. Trong một bài ký viết năm 1978, Nguyễn Đắc Xuân đã kể lại lúc được lệnh từ chiến khu về Huế. Chuyện giận nhau xảy ra giữa tôi và Tường, người bạn thân nhất của tôi. Lý do đơn giản, tôi có trong danh sách xuất quân đợt 1. Trong lúc đó Tường được cử làm tổng thư ký mặt trận liên minh, ở lại chiến khu chuẩn bị đón các vị nhân sĩ ở Huế sắp ra, trong đó có Lê Văn Hảo, bạn cũ của chúng tôi. Lúc cầm cái lệnh xuất quân trong tay, tôi không còn đủ kiên trì để ngồi vô vô trà trà, in cho xong tập thơ Nổi Lửa. Tường trách tôi nôn nóng ra đi, để việc in dở dang cho người ở lại. Thế là chúng tôi giận nhau. Huế, những ngày nổi dậy. NXB tác phẩm mới, Hà Nội, 1979, TG.82. Chính Lê Văn Hảo cũng xác nhận điều đó trong một bài ký khác, Huế, Xuân 68, NXB Thành ủy Huế, 1988, TG.241. Và trong một tuyên bố gần đây tại Paris, trên báo Quê Mẹ, thời điểm mậu thân 1968, Lê Văn Hảo làm chủ tịch mặt trận liên minh, bà Nguyễn Đình Chi làm phó chủ tịch đã ghi lại, những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 68 thật bận rộn. Các cơ quan văn hóa văn nghệ ở căn cứ thăm chúng tôi luôn anh Lê Văn Hảo và anh Thuyết, tức là nhà văn SV, đến thăm. Huế, Xuân 68, SDD, TG 254, 255. Bà Nguyễn Đình Chi lên đến chiến khu Khe Trái ngày 18 tháng 2, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu đến ngày 19 tháng 2, 1968, nghĩa là đúng thời điểm xảy ra vụ thảm sát mậu thân. Vậy họ cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường không có mặt tại Huế. Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng không cho mượn tên như